Chào tất cả các bạn. Thì ở clip giới thiệu lần trước thì cũng đã lâu rồi thì mình không có làm cái clip hướng dẫn các bạn làm được. Và hôm nay thì mình sẽ làm cái clip chúng ta làm một cái mặt Amelie với D718 và B688, các bạn có thể quan sát thấy nha. Đó, đây các bạn, D718. D718 này. Rồi B688, D718 và B688. Các bạn để xen kẽ như thế này cho dễ làm nhé. Mình sẽ làm hai kênh. Đó. Hai kênh steel. Rồi trước tiên thì sau khi các bạn lót tản nhiệt và gắn trên lót cách điện và gắn trên tản nhiệt thì các bạn kiểm tra hộ mình xem thử có chạm chập gì các cái mặt sau của con tran lại với nhau hay sò lại với nhau hay không. Đây các bạn lưỡi nha, khi mình nói là kêu nè, ốc sẽ kêu nha. Đó, các bạn chạm này không kêu này. Đây. Đây. Đó. Kiểm tra cẩn thận giúp mình. Tại vì các bạn không kiểm tra kỹ thì có thể gây cháy. Đó. Ok, và bây giờ thì các bạn bẻ mấy cái chân cho mình nha. Cái chân đầu tiên thì các bạn để dưới này. Đó, các bạn nhìn nè. D718 thì chân B, chân đầu tiên các bạn để im. Chân thứ hai bẻ lên luôn, chân thứ ba bẻ vuông góc. Đó. B688 thì chân đầu tiên bẻ lên sát, chân hai để vuông góc và chân ba để bình thường. Tương tự D718 cũng tương tự, bình thường lên lên và vuông góc. Và B688 thì lên, vuông góc, bình thường. Đó. Rồi, bây giờ thì các bạn cần chuẩn bị cho mình thêm. Thứ nhất là hai con tụ. Đây mình sử dụng tụ 1 mi 50 V, tụ 1 mi 50 V nha, các bạn khó thấy đó. Đó. Rồi thứ hai thì các bạn chuẩn bị cho mình một con jack up đôi nha. Đây. Ở đây mình sử dụng con 50 kg, bạn có thể sử dụng con 20 kg, 10 kg thì cũng được. Và chuẩn bị cho mình hai con trở 200 kg, đỏ đen vàng. Đó, 200 kg đỏ đen vàng. Rồi. Và jack 3.5 kết nối vào điện thoại. Và không quên một cặp loa nha. Rồi. Ta mình sẽ tiến hành luôn. Trước tiên thì dây tín hiệu vào. Dây tín hiệu vào nha. Dây tín hiệu vào thì các bạn gắn cho mình vào con jack up này. Thì rất là đơn giản các bạn. Trước tiên thì các bạn gắn cho mình vào con jack up nè. Chú ý thì cực mắt, các bạn phải phân biệt cực mắt nha. Cực mắt thì màu trắng này của mình đây. Và đó là hai kênh tín hiệu. Đó. Mình sẽ hàng thì các bạn luôn để jack up quay về phía mình, thì các bạn hàng phía bên phải đây, hai dây tín hiệu nha, hai dây trước sau. Rồi ok. Nên mình hàn trước sau nha. Còn một dây mát thì các bạn cái chân bên trái này các bạn bẻ hai chân lại giùm mình. Bẻ hai cái này sát lại. Bẻ hai cái này sát lại nha. Đó. Ừ. Rồi các bạn hàn dây mát vào luôn. Như vậy thì dây tín hiệu chúng ta đã hàn xong. Và ở hai chân giữa của chiếc áp, hai chân giữa nha, mình sẽ đây. Các bạn quan sát chịu khó nhìn, và nếu không thấy thì các bạn cứ nghe theo mình trình bày nha. Và hai con tụ thì cái cực dương các bạn sẽ đi vào hai chân giữa, hai tụ hai bên nha. Cực dương mình sẽ quấn lại luôn. Đó.
đặt đây. Đó. Bây giờ các bạn hàn vào và lấy chì hàn vào nhé. Rồi, ok. Rồi, và bên này cũng vậy nha. Bên này các bạn vẫn dùng cực dương, các bạn vẫn qua. Rồi, thì hai con tủ các bạn sẽ hang vào hai chân giữa hai bên. Này. Rồi, đó. Và cực âm các bạn sẽ quấn cho mình hai con trở nhé. Hai con trở 200 kg thì các bạn nối cho mình một đầu lại. Nối cho mình một đầu lại. Đó. Rồi. Các bạn hàng lại luôn. Rồi, mình hàn lại luôn nhé. Rồi, và hai chân còn lại các bạn hàn vào hai con tụ. Hai đầu âm của hai con tụ này. Rồi. Và bây giờ thì trước khi làm tiếp tục với cái này thì mình sẽ đến với mấy con sò này. Thì các bạn dùng dây nối cho mình. Đầu tiên thì các bạn nối cho mình chân cái chân nằm này, lúc nãy mình nói các bạn bẻ rồi đó, đó. Chân B của con 68 B688 các bạn nối với chân C của con D718. Hàng thứ hai nha các bạn. Đây. Đó, chân thứ hai này đó. Rồi. Và cũng tương tự thì các bạn nối cho mình hai chân còn lại. Bên này làm như thế nào thì bên này làm như thế nấy nha các bạn. Đất cũng rồi. Rồi. Ok. Và hàng cho mình hết 4 dây này lại. Đó, bốn cái chân đứng này lại. Nó sẽ tua hết luôn.
Rồi, và hàng 4 chân mình lại giùm mình nhé. Chân 2 của con B688. Tiếp theo là chân 3 của con D718. Tiếp theo chân 2 của con B688. Tiếp theo chân 3 của con D718. Rồi. Ok. Đó. Rồi. Tiếp theo thì bây giờ các bạn sẽ hai cái lo này. Đầu dương các bạn nối lại với nhau nha. Đầu dương, hai đầu dương các bạn nối lại với nhau. Rồi. Và mỗi đầu âm các bạn sẽ nối với mình xin lỗi các bạn nhé. Lúc nãy hai con trở này các bạn không nối chung cái đầu này lại nha. Mình bỏ đi. Đây. Mình cắt bỏ đi. Cái này mình câu khác kênh nên mình không nối chung. Đó. Và mỗi đầu âm thì các bạn sẽ mỗi đầu âm thì các bạn sẽ nối với một cái con trở. Đầu còn lại có một con trở. À. Âm này nối với con trở này. Okay. Và tiếp theo các bạn sẽ nối đầu của tụ, cái đầu giữa tụ với trở, mỗi cái tụ với trở này và cái này nha. Đây đầu này các bạn chú ý kỹ cho mình nha. Hai cái đầu này mình sẽ nối với chân B, một đầu chân B của con B, con B của con D718. Mình sẽ chuyển xuống cái này. Hơi rối một tí các bạn nhé. Rồi mình sẽ nối đầu này, cái đầu giữa tụ và trở, nối với chân B của con D718. B là chân số 1 nha các bạn. Đây. Rồi, ok. Và bên này cũng tương tự. Bên này cũng tương tự. À. Đây, bạn nối với chân B D718. Rồi. Đó. Và tiếp theo đầu còn lại giữa loa và trở 200 kg, các bạn chú ý hộ mình nhé. Đầu còn lại giữa loa và trở 200 kg này, đầu còn lại của con trở đó đây, thì các bạn nối vào chân Y của con B688 là chân thứ 3. Đây, bạn nối vào chân thứ 3. Mình bị lại gần cho dễ nối trực tiếp luôn nha. Đây. Đó. Bạn nối, bạn quan sát kỹ cho mình nhé. Đây. Rồi. Và bên này cũng vậy. Bên này thì cái đầu này nó hơi ngắn thì bạn bị cái chân lại. Ồ, không tới luôn rồi. Mình sẽ gắn bể lại luôn nha.
Rồi. Ok. Đó, như vậy thì đó. Bạn cẩn thận kiểm tra mỗi hàng thử có bị rớt ra không nhé. Rồi, bây giờ mình cắt nguồn lại nha. Cắt bỏ cái dây này đi. Đó, rồi, ok. Bây giờ mình sẽ thử cấp nguồn. Đây. Đây là bộ nguồn đa năng của mình. Đó. Mình đang điều chỉnh ở 12V này. Đó, 12V. Rồi. Rồi. Cực dương. Các bạn cấp vào đầu loa nha. À, để an toàn đó thì mình khuyên các bạn bây giờ chúng ta sẽ trước khi cấp trực tiếp vào loa, bạn mắc cho mình một con trở 100 ohm. Các bạn không mắc cũng cũng không sao nha. 100 ohm hay là 200 ohm gì đó cũng được. Rồi, bây giờ đây, mình sẽ mắc đây. Mình quấn vào này luôn. Các bạn không mắc cũng không sao nha. Đây, rồi, đó. Trở 100 ohm, nâu đen nâu. Đó. Bây giờ mình sẽ cấp nguồn dương vào. Cấp nguồn dương vào dương loa vào cái con trở này và nguồn âm à, chúng ta thiếu một dây nối mát rồi nha các bạn, thiếu dây nối mát của tín hiệu. Rồi bây giờ các bạn nối thêm cho mình một dây nữa. Dây mát của tín hiệu ở tín hiệu vào nè. Đây, các bạn nối thẳng vào, nối vào chân đây, nối vào chân E của D718 nha, D718. Đây. Cái mà chúng ta nối 4 dây lại này các bạn, đây là dây mát đó. Bây giờ các bạn nối lại hộ mình. Và đây là cũng là nguồn âm luôn nha. Và bây giờ chúng ta cấp nguồn. Các bạn cấp cho mình nguồn dương vào hai đầu của loa. Và nguồn âm thì các bạn cấp vào chân E của con D718 hoặc là chân C. Đây là nó nối trong một dây nè các bạn. Đây. Cấp vào cho mình. Đây các bạn bật nguồn này. Bạn volume nè các bạn. Đây các bạn có thể nghe không? Bạn chú ý cho mình là cẩn thận kiểu các bạn nó chập chạm nha. Cái này thì mình làm nó hơi bị rối. Và bây giờ mình sẽ mở nhạc trên một chiếc điện thoại. Rồi. Đây mình bị chạm trúng bài cát rồi. Đây các bạn được. Bạn bạn nhỏ này. Nhỏ nha. Đó. Bạn to này. Các bạn quan sát mình nhé. Này. Khó thấy phải không? Mình mở một cái bài khác đi. Rồi, đây.
gõ lên nha, các bạn xem. Rồi mình mở một bài sát nha.